bệnh nhân 76 tuổi, bệnh nhân lớn tuổi, lớn tuổi, lý do nhập viện là đau bụng nôn ói. Một ông già mà đau bụng nôn ói thì chúng ta cũng coi chừng tắc ruột mà liên quan do ung thư. Tiền căn bệnh nhân này có polyp đại tràng và táo bón kinh niên. Những người có polyp đại tràng, đa polyp và polyp gia đình đó, thì tỷ lệ ung thư sơ nể rất cao. Hoặc một số người mới ăn có ít sơ và táo bón lâu ngày, người ta nghiên cứu một bệnh nhân khi táo bón lâu ngày không có nằm trong ruột chúng ta lâu quá thì nó tiết ra một số độc tố thì tỷ lệ ung thư cũng rất cao. Sau này chúng ta sẽ học bài cắt ruột và các bài ung thư đại trực tràng. Là sao mấy bệnh này? Bệnh chữ là bệnh nhân đau bụng lâu lâu hơn một năm, tức là thời gian diễn biến kéo dài, táo bón thường xuyên. Đây là có tiền sử là bệnh lý đã hơn một năm rồi. Sau đó ba ngày nay bệnh nhân đau bụng từng cơn, bụng vách rốn, sau đó bụng chướng từ từ và bắt đầu nôn ói nhiều. Và hai ngày trước nhập viện là bệnh nhân bí trung đại tiện và miệng. Bệnh nhân thế này, bệnh nhân có diễn tiến bệnh một cái năm, có là bệnh nó bụng mà không được diễn gì hết. Thứ hai bệnh nhân lớn tuổi, thứ ba bệnh nhân có chuyện đau bụng là nôn ói và bí trung đại tiện. Chúng ta thì nó cắt thành một đoạn. Chúng ta nghe là chúng ta tắt ruột rồi. Ông này lớn tuổi mà có polyp gia đình hoặc là có táo bón lâu ngày thì chúng ta nghĩ có nhiều lớn tắt ruột cho ung thư đại tràng. Đây là chúng ta chỉ cần chúng ta nghe thì chúng ta cũng tiên đoán được đó. Chúng ta khám lâm sàng bệnh nhân này bị thấy trạng già suy kiệt, cũng bị lâu ngày mấy ngày không điều trị, cũng do hô chỗ mất nước. Ông này tiêm lượng nặng hơn bởi vì người già. Khám thì đánh đau khóc bụng, nghe tấm như đồng ruột, dấu đánh bò lưu lên. Khám bụng thì chưa có xe mô bụng. Đặc biệt là chúng ta sờ được khối u cũng có trực trạng. Chỉ là không rõ mà như đồng kém. Từ đó khám lâm sàng chúng ta thì nó cần bị chắc các ung thư ngày càng cao. Cảm ơn già, cho thấy là cầu có tăng. Bệnh nhân này có cái đè gì tương đối không cắt lắm. Cho đó cái hành động kia là cũng nhiều lắm. Khi ông đồ bình thường, tức là bệnh nhân nôn nói nhưng mà nó chưa đọc được nó lỏng trọng, chưa đó là nó không giải. Đặc biệt bệnh nhân này lớn tuổi, đau bụng thì càng ngày một chút xe lan, mà xe tăng, tăng là gì sau này chúng ta học bài. Xe là chất kháng nguyên, tumor mặt cơ tức là những chất mà để tìm duy trì ung thư trong cơ thể chúng ta. Trong cơ thể chúng ta khi xe tắt thì thường là ung thư đại trực tràng. Cái này giúp cho chúng ta nghi ngờ ung thư đại trực tràng trong chủ đề. Và chúng ta chẩn đoán ung thư rồi chúng ta mổ thì xe ra theo dõi chúng ta phải tắt ung thư cái tắt nồng. Chúng ta học là tumor mặt cơ bây giờ rất nhiều ha. Thí dụ là HFP là ung thư gan. CA là thường ung thư đại trực tràng. CA 1999 là ung thư thường ung thư dạ dày, ung thư mật, ung thư tụy. Cái này chúng ta học bệnh học biết. Ví dụ là HFB A là ung thư tiền tuyến. CA 125 thường là ung thư bùng trứng. Ung thư mỏ đường nước sau này chúng ta cơ thể ra rất nhiều cái tumor mặt cơ, xét nghiệm máu chúng ta học tiên điểm cái này. Bệnh nhân này có triệu chứng tắc ruột cho thấy rõ xe tăng khám với cái u tại đó cần 99% là ung thư gây tắc ruột. Đặc biệt ung thư là gây tắc ruột và chỉ động kém thì cái u là thường xâm lấn trung tâm là cái não phụ. Ta chụp X quang ruột nước thấy rất nhiều quanh ruột nội. Và khi chúng ta đứng thấy ha nhiều quanh ruột nội cái này chứng tỏ là tắc ruột thấp thì cũng có nhiều quay lại chứng lên. Đặc biệt là chúng ta coi thường có hai con cái bóng chặt chàng thì có hơi hay không. Nếu có bóng chặt chàng dưới đây là
không có hơi, tức là nó tắt, sẽ tắt cao hơn. Sao vậy? Này nó có một chu nằm chỗ này, nó tắt cái nguyên đại tràng và nó lội ngược lại cái hồi tràng, nó tắt cái gì vậy? Nó thấy tình trạng này. Rồi chúng ta, chuyện nói sơ là gì? Tắt ruột cho ung thư đại tràng nó chạy. Chúng ta chơi lâm sàng, chúng ta hoàn toàn là chúng ta chưa tắt được. Người ta cũng thư ký lại rồi. Đặt xong mũi dài dài, bù vàng nước thì dài, không bao giờ bút liên tục, bù vàng nước thì dài, điều trị kháng sinh. Mà nhân này, sau 2 giờ không cải thiện, thì chúng ta mổ. Thí dụ mổ luôn non, thì nó không có phân. Chúng ta phải cắt, ta nói là, thì không sao. Mổ đại tràng, tắt ruột cứ đầu phân rất nhiều. Ta mổ là cắt nói lại là xì. Mà xì khi mặt mình như chết, không dữ lắm. Ngày nay nó có một số trường hợp người ta rửa đại tràng trong cuộc mổ, cái đó là gì? Không phải là chuyên biệt. Trong cấp cứu, người ta mổ, người ta thấy cắt ruột đại tràng, thì thường á, người ta đưa một đầu trên là hormone nhân tạo. Nếu cắt cái cung thì tốt, chúng ta ta đưa hormone nhân tạo, sau đó người ta mổ cái trường sao. Tại vì hôm á, nó vô bụng rất nguy hiểm. Đại tràng thì thường ta ít nói. Ngày nay có cho phép nói, bên trái ta đã có học. Nhưng mà cái cách cấp cứu thì nguyên nhân là hormone nhân tạo ở trên cổ tắc thì nó tránh được cái xì phân. Và chúng ta sẽ giải quyết cái tình trạng là sau này chúng ta ổn định, chúng ta lên chúng ta ổn định, nói hay nào gì đó, nói gì gì đó. Và để cho cấp cứu thì chúng ta sử dụng đồ ăn trước, đặt xong cái dây dày cút ra cái sẹp lớn. Nếu ta không đặt thì nó chiếu chặt ra từ từ, nó thiếu hết luôn cái tình trạng, nó sẽ phải ở luôn. Dùng kháng sinh bồi loại cái đường dài cốt lên đầu, nếu tình trạng không cải thiện thì tận một tới cái ruột non như này chúng ta cách nói được. Còn đại tràng đa số trong cấp cứu tập viên nên là họ không tình trạng tồn tại. Ta có thấy nha, bệnh nhân này có cái đồ đầu ngày nó làm tắc xe chặn nó chặn, nếu u sơ thì chưa tắc thì chưa đau bụng hai năm, nhưng mà khi nó phát triển tích lòng đại tràng thì nó sẽ làm cho tắc ruột. Ở bên trái thì nay có cái u nó phát triển thành cái dòng nhỏ, nó tắc ruột sớm hơn bên phải. Nói cho mình như này á, đây là cái dạng ung thư trong hai lần trái nó bầu trắng, nó làm tắc ruột cái này, đây thì tắc ruột. Để lần đầu tắc ruột á thì ứ hơi nó dời ngược lại nó tắc tràng, và cái ngoài tràng đây á, nhu động ruột nó cũng dồn hơn về cái tắc tràng. Nếu mà cái van cái này nó không tốt, cái van ngoài tắc tràng không tốt, thì theo lý tắc ruột á, có nhiều khi cái van tràng là đường kính lớn, theo đường lực qua lát chỗ nào lớn nhất thì chỗ đó tắc ruột sẵn. Để đó có nhiều trường hợp cấp cứu chúng ta mổ ra mở cái mạch chạy này mà do tắc ruột bên trái. Do đó khi mổ mà nó mạch chạy nó dạng tắc ruột nó thủng mạch chạy bên trái bên phải thì chúng ta phải khảo sát được cái chạy. Chúng ta mổ vô thấy mạch chạy dạng to thì chứng tỏ là nó tắc mạch chạy. Nếu mổ vô mà cái mạch chạy nó xẹp thì chúng ta đã tắc mạch chạy. Vô mổ để lấy lắm. Muốn chuyện bao giờ kiếm cái mạch chạy trước. Nếu mạch chạy giả thì nó tắt dưới dòng, tức là nguyên cái đại tràng này. Còn nếu mạch chạy xẹp tức là nó tắt trên dòng, tức là trên dòng. Đó, khi mà khám thấy mạch chạy nó bỏ thủng hay gì đó thì nó tắt co lại đây, theo được qua lắm. Mà ruột già mà bỏ tắt nó ngay mà bỏ bên kia thì tỏ ra không cái chàng ở bụng chưa sống cái chuồng đó là nặng. Trong một số trường hợp khi chúng ta cái van này không bị hoại nữa thì chúng ta mổ ra tắc ruột mặt chặt nó dài ít nhưng mà nó sẽ dồn ngược lại cái loại chàng của chàng nó ngày càng to. Có trường hợp mà cái van nó còn tốt thì cái mặt chàng giảm ruột non không giảm, nếu mà cái van mà mặt chặt nó không tốt thì hơi suy dồn về mặt chặt của mặt chặt nó chân hình nó thấy con mổ quay ruột nó giảm luôn chứ không phải giảm. Đây là chúng ta chụp cung đại tràng, chúng ta chụp ngược dòng lên. Đây là nắm cung đại tràng bình thường, vô cái